Quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang đón xem bản tin ngày 9 tháng 10 năm 2021 của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành. Bản tin ngày hôm nay, Tiên Tiên Dung diễn đọc lại với các nội dung chi tiết như sau. Hàng chục người chết trong vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan ngày 8 tháng 10. Có tới 50 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo trong lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu ở miền Bắc Afghanistan. Nhóm nhà nước Hồi giáo cho biết họ đã thực hiện vụ tấn công vào tòa nhà ở thành phố Kurdistan. Đây là một trong những hành động tàn bạo đẫm máu nhất kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Vụ nổ lớn, nổ xe chở khí đốt ở Mexico ngày 8 tháng 10 năm 2021. Vào đêm thứ Năm, một xe chở đường ống dẫn khí đốt đã bị lật khi nó đang lưu thông trên đường ở Mexico, gây ra hỏa hoạn lớn. Sau khi báo cáo vụ nổ, các đơn vị khẩn cấp đã đến hiện trường. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong. Theo thông tin từ Telediario, những người lính cứu hỏa đến ứng cứu khẩn cấp cho biết chiếc xe này có khả năng vận chuyển tới 42.000 lít khí ga. La pipa circulaba en dirección de Puebla y Querétaro y debido al incendio, el paso está parcialmente cerrado. Bão Lanrock tấn công Hồng Kông, lũ lụt và mưa lớn. Những trận mưa như trút nước đã khiến đài quan sát Hồng Kông nâng cấp cảnh báo mưa bão lúc 11 giờ sáng thứ Sáu lên mức đen, mức cao nhất và là mức cuối cùng. Cảnh báo đã bị hạ cấp xuống màu đỏ một giờ sau đó, với mưa lớn vẫn kéo thành phố và một lần nữa được hạ xuống màu hổ phách vào lúc 5 giờ. Hiện tượng lạ trên bầu trời Quảng Ngãi ngày 29 tháng 9 năm 2021. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, vệt sáng có màu đỏ rực, nhìn giống như ngôi sao băng nhưng không chuyển động nên không thể làm mặt trời lặn. Vệt sáng mới đầu xuất hiện đỏ rực, có phần đuôi như sao băng rồi tan đi rất nhanh. Người dân cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy điều kỳ lạ như vậy. Thank you.
Một đám cháy lớn đã xóa toạc hòn đảo Gunaya ở Honduras ở thành phố Bunakakai vào cuối tuần qua, phá hủy gần một nửa diện tích hòn đảo. Một ngọn lửa xuyên qua một khu đất nhỏ, đông dân cư dọc theo một hòn đảo Honduras đã phá hủy khoảng 40% diện tích và khiến hàng trăm người mất nhà cửa. 130 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 10 ngôi nhà khác bị hư hại trên Bunakakai. Không có báo cáo về người chết nhưng ít nhất 6 người bị thương. 800 người hiện không có nhà ở, ngọn lửa khổng lồ và một đám khói dày đặc bốc lên từ hòn đảo có khoảng 5.700 người. Lũ lụt xảy ra ở các khu vực của London vào tháng 10 năm 2021 làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường sắt. Những trận mưa như trút nước đã đổ xuống Vương quốc Anh. Chỉ trong 6 giờ, Conway Street James ở trung tâm London đã nhận được lượng mưa 35mm theo Met Office. Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, bụi tự động phun ra từ giếng. Một người nào đó trong video đã nói, kỳ lạ, phép màu. Một đám cháy bùng phát tại nhà máy xử lý khí ở Nga vào ngày 8 tháng 10 năm 2021. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, một ngọn đuốc gas đã bốc cháy tại nhà máy. Công nhân và thợ xây bắt đầu được sơ tán khỏi lãnh thổ của xí nghiệp. Một ngọn đuốc sáng bừng lên trời, công ty cho biết tình hình đang được kiểm soát và còi báo động sơ tán được kích hoạt trong trường hợp có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Đây là các yêu cầu an toàn. Báo cáo của cơ quan, hiện chưa có thông tin về các nạn nhân và thiệt hại. Sập tòa nhà ở Batumi, Georgia ngày 8 tháng 10 năm 2021. Lực lượng cứu hộ Georgia đã di dời khỏi đống đổ nát của một tòa nhà nhiều tầng bị sập một phần ở Batumi. Hiện chưa rõ tổng số người bị thương và mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà.
Theo dữ liệu sơ bộ từ các nhà chức trách Batumi, nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà dân cư có thể là một vụ nổ do rò rỉ khí ga. Lực lượng cứu hộ hiện đang dọn dẹp đống đổ nát. Bộ Nội vụ Russia đã cử thêm các đơn vị lính cứu hỏa và cứu hộ đến nơi khẩn cấp. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trong các căn hộ tại thời điểm thảm kịch xảy ra. Cảm ơn quý chị TV cùng quý khán thính giả đã đón xem bản tin của kênh Kỷ Nguyên Thanh Đức. Kính chúc quý vị vạn an và như ý. Quý chư vị hãy ấn like và đăng ký kênh để video kênh Kỷ Nguyên Thanh Đức được lan tỏa đến nhiều người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.